Với mục tiêu bảo tồn giá trị văn hóa ẩm thực dân gian Nam Bộ được chế biến từ thốt nốt, tại hội thi các nghệ nhân, đầu bếp đã sử dụng các nguyên liệu vùng đất bảy núi An Giang như là lá thốt nốt, vỏ trái thốt nốt, nước thốt nốt hay cơm thốt nốt để chế biến ra 100 món bánh dân gian mang đậm bản sắc ẩm thực địa phương. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng công bố quyết định và trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam. Sự kiện chế biến và công diễn các món bánh dân gian được chế biến từ đặc sản thốt nốt An Giang với số lượng nhiều nhất 100 món cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang.